quan tâm chứng trầm cảm mùa đại dịch, một điều họp chương trình tỳ kheo giác đẳng. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm Thì tâm được nghiệp rồi. đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Và chúng con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Ngài, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà sa thú lần hai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Và tiếp theo thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng có lời mở đầu cho chương trình đặc biệt hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nó một cái thời gian kính đến lễ chúng ta từ xưa đến lễ chư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có chương trình đặc biệt và chúng tôi sẽ thưa rằng lẽ ra thì từ nhiều tháng trước giờ chúng tôi đã muốn thực hiện chương trình này, nhưng mà vì lý do gì đó mà chúng tôi cảm thấy vẫn chưa có đúng lúc. Đến hôm nay thì nhân có một số cái sự việc xảy ra, chúng tôi muốn dành một ngày thay vì chúng ta cứ sinh hoạt như bình thường thì chuẩn bị để dành cho chương trình sinh hoạt này. Thưa quý vị, trong hơn 18 tháng qua, kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở tại Hoa Kỳ, thì riêng cá nhân chúng tôi trong cái phạm vi sinh hoạt của một vị tu sĩ, một vị trụ trì, thì đã có 4 trường hợp những người Phật tử quen biết xa gần có con em tự tử. Và cả nguyên nhân đó, nó đều bắt nguồn từ cái hiện tượng rất là phổ biến hiện nay, đó là sự trầm cảm. Và trầm cảm ở đây chúng ta nói là trong thời đại dịch. Chúng tôi đọc rất là nhiều bài báo đăng ở trên những tờ báo lớn, những cơ quan thông tấn quan trọng. Nếu mà quý Phật tử chỉ cần đánh một cái câu rất là ngắn là Depression during COVID thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều tờ báo quan trọng như là từ Wall Street Journal, từ Forbes,
APR, hãng thông tấn AP. Ở trong đó cho chúng ta một số các cái dữ kiện mà qua đó người ta nói rằng cái nạn nhân của cái bệnh của cái sự tự tử do trầm cảm thời Covid nhiều nhất là những bạn trẻ từ 16 cho đến 24 tuổi. Thưa vì nói đến những cái hiện tượng mà lây nhiễm của Covid, ví dụ như không thở được, thiếu bình dưỡng khí, hoặc giả là cách ly, thậm chí là chết đi rồi đem đi hỏa táng. Những điều đó đó nó được thấy nhan nhản và chúng ta đọc có rất là nhiều thông tin. Ví dụ như trường hợp ở tại Hoa Kỳ, hiện nay mỗi một ngày đó có từ 1.500 cho đến 2.000 người chết vì Covid mỗi một ngày. Và riêng tiểu bang Florida là một tiểu bang mà với cái dân số bằng nước Úc, tức là 28 triệu dân. Thì thứ gì ở tại nước Úc 28 triệu dân trong suốt thời đại dịch đó, có khoảng 1.600 người chết vì Covid. Và người Úc đó, họ bị chấn động, họ cho rằng đó là con số rất lớn. Nhưng mà cũng cùng thời gian đó và cũng cùng số dân đó, thì ở tại Florida, một tiểu bang của Hoa Kỳ đó, con số người chết vì Covid lên tới 56.000 người. Tức là chúng ta nói một cái tỷ lệ chênh lệch rất lớn. Nhưng mà tất cả những con số này đó, nó chỉ nhắm vào cái chuyện lây nhiễm và chết do Covid mà chúng ta thấy biết được. Còn chuyện mà ảnh hưởng đời sống tinh thần thì thật ra khó có cái thống kê nào mà chúng ta nắm rõ là đã ảnh hưởng ra sao. Có rất là nhiều nguyên nhân. Theo các chuyên gia thì một ở trong những nguyên nhân tạo sự trầm cảm cho con người, đặc biệt là những bạn trẻ đó, là do sự cô đơn. Người ta quen quây quần với bạn bè ở trong những cái lớp học, người ta quen ra hàng quán lân la ăn uống với nhau, người ta quen những cuộc họp đêm, những buổi sinh hoạt văn nghệ, thậm chí là những cái cuộc sum vầy ở trong gia đình. Khi mà đại dịch Covid lan tràn thì trong cái cụm từ mà người ta nói rất nhiều đó là giãn cách xã hội đã khiến cho nhiều cái buổi họp mặt phải hủy bỏ. Thậm chí có khi cả một hai tháng trời không có đi ăn, và ra ngoài thì phải giữ khoảng cách với nhau. Thoạt nghe thì việc giữ khoảng cách với nhau nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà đối với các chuyên gia tâm lý thì sự thiếu vắng những cái sinh hoạt mà có tất quây quần từ những cái lớp học, sinh hoạt thể thao cho đến những cái buổi họp mặt ở trong gia đình, nó đã tạo nên một sự trống vắng rất là lớn. Và sự trống vắng vô hình trung đã tạo nên một cái tâm trạng cô độc. Tâm trạng cô độc đó
Đó là cái đó mà người ta chưa bao giờ biết được, cảm được và phải sống qua trước kia, nhất là những bạn trẻ. Sự cô độc này dần dà nó tạo nên những cái phức cảm về tâm lý. Mà nhiều khi chính đương sự và ngay cả những người thân xung quanh cũng không biết phải làm gì, nên làm gì. Người ta trách móc với nhau, người ta giận hờn với nhau, không phải là vì những chuyện lớn, những chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà những chuyện nhỏ đó đó, nó có một cái tác động rất là sâu xa về mặt tâm lý. Ví dụ như là con gái sống trong một mái nhà mà bê bối, bừa bộn, khiến cho mẹ bực mình thì rầy la. Sự rầy la đó nó chỉ nhắm vào một cái việc rất nhỏ, nhưng mà điều đó nó là một giọt nước tràn ly. Nó cộng với cái sự cô đơn sâu thẳm thì đứa nhỏ nó cảm thấy rằng nó bị từ chối. Mặc dù nó không bao giờ nghĩ rằng cái chuyện la rầy vì cái chuyện bừa bộn đó nó là một chuyện lớn, nhưng mà với một đứa nhỏ, một bạn trẻ, cho dù bạn trẻ đó đã thành niên trên 18 tuổi, nhưng mà cảm thấy rằng mình không được gần, không được thương yêu, chia sẻ, mà đang sống qua một cái giai đoạn mà nó giống như là đang đi trên một cái sa mạc, đang đi trong một cái khoảng đường có rất ít người đồng hành, có rất ít người chia sẻ. Và cái sự cô đơn trống vắng đó nó tạo nên cái hiện tượng tâm lý mà gọi là depression hay là trầm cảm. Trầm cảm là một cái tên gọi về một hiện tượng tâm lý rất là khó để nhận mặt. Chúng ta không nhận mặt ra tầm trầm cảm trong đời sống hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra đó đó, thì thưa quý vị, nó đã tệ lắm rồi. Thậm chí vì một cái chuyện không đâu ra đâu mà một đứa nhỏ có thể uống những cái liều thuốc quá độ, cầm súng bắn vào mình, hoặc giả là buông mình để quyên sinh ở trong một cái bồn nước tắm. Những điều đó đó, khi mà nó xảy ra rồi thì khiến cho người thân bàng hoàng và tất cả mọi người bối rối là tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Nhưng mà thưa quý vị, rất tiếc rằng khi mà chúng ta đặt câu hỏi tại sao một người thân của mình có cái ý tưởng mà tự tử, thì lúc đó nó đã quá muộn rồi. Vì vậy thì những người có trách nhiệm, những cơ quan truyền thông, những bác sĩ chuyên gia về tâm lý đã kêu gọi sự quan tâm của tất cả chúng ta đối với người thân xung quanh mình. Chúng ta phải giúp lẫn nhau đi vượt qua cái khó khăn của thời đại dịch, không phải của miếng cơm manh áo, không phải của những khó khăn về tiền bạc, mà ngay cả đời sống tinh thần. Thật ra ngay khi trong một gia đình mà người ta không có thiếu về tiền bạc, về vật chất, thì những cái trống vắng cô đơn ở trong cuộc sống tinh thần nó vẫn là một cái thách thức rất lớn. Lớn đến nỗi mà người ta không tìm ra được. Thưa quý vị, cái quái vong của cái hiện tượng trầm cảm là đối với nhiều người đó, nó lại là một thứ gì tương đối rất là dễ để vượt qua. Chúng ta lấy một ví dụ, có hai mẹ con sống trong cùng một ngôi nhà. Ở trong thời đại dịch, bà mẹ thì bận rộn
để lo lắng cho thân nhân, để đi làm các việc từ từ thiện giúp cho những người mà thiếu cơm thiếu áo, gặp khó khăn, họ kẻ lên chùa để lo việc công quả của chùa. Đối với một bà mẹ thì sang tả lên lo việc đó là việc bình thường, mà trong lúc bận rộn với những việc đó, có thể bà mẹ không nhận ra rằng đứa con của mình đang bị gặm nhấm bởi một thứ tâm lý mà bà mẹ không ngờ tới. Mình quá bận, mình quá lo, mình quá lưu tâm đến những việc cấp thiết trước mắt. Đó là cái đối cái khổ của những người gần người xa. Mình, có lẽ là mình không cảm nhận được một cái tâm trạng cô đơn. Rồi đứa con sống kế bên mình, cùng trong một mái nhà, cùng trong gia đình, cùng buổi sáng thức dậy, buổi trưa ăn cơm và buổi tối ngồi coi tivi đó. Nhưng mà đứa con sống trong một thế giới, và một thế giới đó đó nó hoàn toàn khác với thế giới của người mẹ, người cha sống. Và đây là những điều mà chúng ta rất ít khi lưu tâm tới. Vì vậy thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn có một chương trình đặc biệt. Ở trong chương trình đặc biệt này nhắm vào cái hiện tượng mà có lẽ là một số không nhỏ quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này cũng không muốn quan tâm tới, mà cũng không nghĩ là nó quan trọng. Chúng ta ít khi quan tâm về sự trầm cảm của người khác, và ngay cả khi mình bị trầm cảm thì mình cũng không muốn nhận là mình bị trầm cảm. Rất ít người bị trầm cảm nhận là mình trầm cảm. Mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng đó là một cái hiện tượng tâm lý mà nó gặm nhấm những người thân trong gia đình mình, kể cả bản thân của mình. Thì vậy thưa quý vị, trong chương trình này, trước nhất thì chúng tôi sẽ thỉnh cung thỉnh Thượng tọa Từ Siêu để có một phần nói về cái hiện tượng trầm cảm qua cái sự mô tả bằng ngôn ngữ của Phật học và những gì chúng ta tìm thấy trong kinh điển. Chúng ta nghe rất là nhiều những cụm từ như là sầu bi khổ ưu ai, chúng ta nghe rất nhiều những cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả và rất nhiều thứ, nhưng mà có lẽ ít bao giờ chúng ta có một cái sự liên tưởng là những hiện tượng sầu bi khổ ưu ai đó nó đồng ý đó là khổ đế, đồng ý đó là một hiện tượng mà Đức Phật nhắc rất thường. Nhưng mà điều đó đó chúng ta có thể tìm thấy, nhận ra ngay trong cuộc sống hàng ngày của thời đại dịch nào. Và sau cái lời giảng của Thiền tọa Từ Siêu, chúng ta sẽ cùng với chư vị giảng sư sẽ đi vào một số những chủ đề khác. Ví dụ như là chúng ta tu tập như thế nào để hóa giải cái trầm cảm nội của mình, chúng ta nên quan tâm những người thân như thế nào, và nếu chúng ta có những người chung quanh đang trải qua trầm cảm thì trước khi sử dụng đến thuốc, hay hoặc giả là trong điều kiện có thể thì chúng ta nên làm gì nói gì. Thì quả thật có rất nhiều đề tài để chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Tất cả chỉ muốn nhắm vào một cái mục đích là làm sao chúng ta đánh động được cái ý thức của mỗi người rằng đây là một căn bệnh của thời đại, căn bệnh của đại dịch, là một vấn đề chúng ta không thể dùng một vài cái lý lẽ thông thường để mà chúng ta cho nó qua. Mà mỗi mỗi chúng ta đều rất cần phải đối diện, đều rất cần để tỉnh táo, quan tâm và rất là cần để chuẩn bị tốt để giúp cho mình và cho những người thân của mình trong thời đại dịch. Bây giờ thì mở đầu cho buổi sinh hoạt đặc biệt ngày hôm nay, xin thay mặt đại chúng trong group,
kính cung trình thượng tọa tuệ siêu. Để thượng tọa có lời giảng giải là cái hiện tượng trầm cảm được biết như thế nào qua kinh điển của Phật pháp. Xin kính cung trình thượng tọa tuệ siêu. Không biết là thượng tọa tuệ siêu có nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ siêu đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin thượng tọa có ghi chung. Dạ, kính cung trình thượng tọa. Để nghe được. Để được. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lễ tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Không phải chỉ có thời nay và trong cái mùa đại dịch mới xảy ra cái tình trạng trầm cảm, cái bệnh trầm cảm của con người, mà từ xưa đến giờ cái bệnh trầm cảm đó nó cũng rất thường xảy ra ở giữa nhân loại. Khi mà cuộc sống của con người đó không có hứng thú, không có hoan hỷ, và có cái sự buồn chán tuyệt vọng, gọi là upayasa. Cái chữ stress nếu xài tiếng Pali là chữ ayasa cũng được, mà xài chữ garuta cũng được, mà xài phayata cũng được. Còn nếu như xài cái động từ đó thì ở đây chúng ta xài chữ đa là há danh tiếng cũng được. Nhưng mà ở đây có một từ mà chúng ta thường gọi là anaphyretic, anaphyretic có nghĩa là bất lạc hay là không hoan hỷ, hoặc là bất, xài cái chữ đó đều được cả. Ở đây thưa quý vị, đối với một người tu tập, nó sẽ có hai cái trạng thái bởi vì đời sống tu tập, đời sống xuất gia đó, thì cô độc một mình độc hành ở chốn rừng sâu hoặc là ở nơi núi non thanh vắng, cho nên nếu mà không có một
định hướng, không có một cái pháp tu thì sẽ làm cho cái tình trạng gọi là buồn chán. Cái thái độ buồn chán đó nó tương đương với cái trạng thái trầm cảm. Còn nếu ngược lại, mặc dù sống cô độc những cái nơi mà không có tiếp xúc với nhiều người, không có bạn đồng hành, không có hội chúng quây quần, nhưng mà tích cực nỗ lực tu tập và đạt đến một cái niềm vui tinh thần, thì như vậy vị đó sẽ vượt qua được cái trạng thái trầm cảm. Cho nên hai cái lối sống đó chúng ta cần phải lưu ý quan tâm để chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái nếp sống gọi là lành mạnh tinh thần. Khi mà bản thân chúng ta có cái tinh thần thoải mái, hoan hỷ, thì chúng ta sẽ tích cực trong cái việc tu tập. Chúng ta sẽ sáng suốt và chúng ta sẽ duy trì được cái đời sống tu tập lâu dài. Nhưng nếu bản thân chúng ta để cho rơi vào cái tình trạng gọi là cuộc sống trầm cảm thì không sớm muộn gì thì chúng ta cũng bỏ cuộc, thậm chí là chúng ta làm những cái điều mà nó đem đến cái sự bất lợi cho mình. Ở trong nhà khi mà có vợ chồng con cái mà có người họ sống trầm cảm thì mình phải tìm cách để mà mình giúp đỡ họ để cho họ lấy lại tinh thần. Chứ còn nếu ở gần cái người sống trầm cảm thì hậu quả nó xảy ra khó lường được. Như trường hợp khi nãy mà Thượng Tọa Giáo Đẳng có dẫn chứng một vài cái thông tin ở trên báo chí hoặc là trong giới Phật tử của người mà thường gặp. Ở trong nhà có một người trầm cảm đó, cái tánh khí của họ rất là bất thường. Họ có thể họ giết những người xung quanh, họ có thể hành hạ những người xung quanh, hay là có thể đốt phá nhà cửa, hoặc là có thể tự sát, vân vân. Thì cho dù cái hành động như thế nào đi nữa thì cũng là đem đến cái sự phiền phức
ở trong cái cuộc sống gia đình. Cho nên cái nếp sống mà sống trầm cảm, cái lối sống trầm cảm đáng sợ, thứ gì sợ lắm. Bởi thế khi mà nhắc đến cái đời sống của vị xuất gia đó, Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài cảnh báo cho các vị và khuyến khích cho các vị như thế này. Vị tỳ kheo hoan hỷ pháp, mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Còn ngược lại, nếu mà vị tỳ kheo không có hoan hỷ trong pháp, không có yêu mến giáo pháp, không có an trú trong chánh pháp, không có thường xuyên niệm tưởng về pháp, thì vị đó sẽ rời chánh pháp. Cái thái độ mà không hoan hỷ, sống xuất gia mà không hoan hỷ, không có sự an trú, không có suy niệm, thì đó là cách sống của một người mang cái bệnh trầm cảm. Đừng có nói chi về chính bản thân của họ. Chúng ta ở ngoài mà chúng ta nhìn vào cuộc sống của họ thì chúng ta cũng cảm thấy lo lắng cho họ. Mặc dù ở trong Phật pháp, trong kinh điển không có những trường hợp mà Đức Phật Ngài thuyết, Ngài nói đến cái bệnh trầm cảm, nhưng mà Ngài nói lên cái thái độ sống tiêu cực và bất mãn của một vị tỳ kheo, thì cái thái độ đó chúng ta hãy xem như tương đương với cái lối sống trầm cảm. Và như là trong bài kinh Cetuphilat, bài kinh Quang Vũ cũng đã nói lên một cái ý niệm gần với cái thái độ sống trầm cảm của một vị tỳ kheo. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi và thượng tọa Giác Đẳng có đi về Sài Gòn để đến một cái ngôi chùa mà lưu trú và đi học, học tiếng Pali với học kinh kinh Tạng và Thượng Minh Châu. Thì ở trong chùa có sau những năm tháng sau 30 tháng 4, cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà dân chúng dễ bị trầm cảm, và ngay cả các vị tu sĩ cũng bị trầm cảm, thì họ cảm thấy không biết tu để làm cái gì, còn người dân ở ngoài thì không biết sống để làm cái gì, bởi vì lúc nào tài sản là bao nhiêu thì nó cũng bị tịch thu, bị mất đi. Còn đối với đời sống xuất gia ở trong chùa chiền thì Phật tử thì nam tín nữ không dám đi đến chùa, rồi các vị sư cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng sống trạng thái buồn bực như vậy, buồn bã như vậy.
Cho nên có một vị mà chúng tôi tạm dấu tên, có vị hỏi chúng tôi về Thượng Tọa Giác Đẳng khi buổi chiều đi tới đi lui trên sân thượng, hỏi chúng tôi. Bởi vì chúng tôi lúc đó còn trẻ lắm thưa quý vị, chúng tôi 14 tuổi, 15 tuổi thì Thượng Tọa Giác Đẳng 13 tuổi. Thì vị đó hỏi không biết hai sư nghĩ gì sao mà tu để làm cái gì. Cho nên chúng tôi mới thấy rằng là bây giờ chúng tôi mới hiểu được là cái tâm trạng của vị đó là sống trầm cảm, nó rơi vào bế tắc thôi. Một vị tỳ kheo tu tập mà không có lý tưởng để đeo đuổi, không có pháp môn để thọ trì, không có phận sự để làm là pháp học hay là pháp hành, và không có niềm vui trong cái cuộc xuất gia đó, thì chắc chắn là vị đó có cái đời sống trầm cảm. Mà chính cái đời sống trầm cảm đó nó sẽ làm cho nội tâm bị biến thái, mất đi cái mục đích, mất đi cái lý tưởng ban đầu, nguy hiểm lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải có nhiều cách để chúng ta sống. Bây giờ thì chúng tôi chưa có vội để nói đến vấn đề này, chúng tôi chỉ chia sẻ với quý vị một chút thôi, vì thời gian còn dài, chư tăng sẽ cùng nhau thảo luận trong vấn đề đó. Cho đến khi nào cảm thấy hợp thời thì Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ nêu lên cái câu hỏi có liên quan đến làm như thế nào để mà mình vượt qua khỏi trầm cảm, tu tập để hóa giải trầm cảm. Thì lúc đó chúng tôi sẽ có dịp để chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam Mô Phật Thầy. Sa thủ kính kính Thượng Tọa Tổ sư. Thưa vị, lát nữa chúng ta sẽ trở lại với Thượng Tọa Tổ sư trong một cõi liên hệ tế cảm. Bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy mà Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có nghe được. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta quan tâm đến những người thân chung quanh, hay là chúng ta quan tâm đến những người bị trầm cảm đó, thì cũng thời quan tâm, nhưng mà có sự khác biệt giữa người quan tâm có hiểu biết và người quan tâm không có hiểu biết, thì người ta có thấy như vậy không? Và ở trong trường hợp nào thì tôi nghĩ rằng sự quan tâm gọi là có hiểu biết, và trong trường hợp nào mà thì tôi thấy rằng nó là quan tâm thì cũng chưa đủ, mà chúng ta phải quan tâm như thế nào nữa? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Phật Thầy. Chúng tôi được nghe rõ. Thầy cảm ơn quý vị, cảm ơn đại chúng. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật Thích Pháp, kính lễ đến Sư Thầy Sư Thầy Nhân Tạng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Phân, Thượng Tọa Minh Hạnh, và Đức Tổ Sư, Đức Tổ Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến mức chúng tôi cùng Chư Phật Tử. Trong một cái chủ đề hôm nay nói về cái sự trầm cảm, cũng như ở đây hỏi là thế nào là một cái sự quan tâm, nó mà tính đúng đắn một cái quan tâm như thế nào, nó hiểu biết của những người xung quanh
Ở đây có thể nói rằng tôi đã chưa tăng rất là đồng cảm với cái việc này. Và buổi khuya nghe một cái chuông điện thoại, có chuyện. Sư ơi, từ mẹ con mất, sư ơi chồng con mất, sư ơi không là một chuyện lạ, mà nó là một chuyện tức là thú xưa. Thì cái sự quan tâm của mình ấy, bởi vì người ta đang trên vơi, người ta cần có chỗ bình yên thôi. Bây giờ thì có thể khổ đau nhiều, cái việc gì đã ra đi rồi thì thôi để cho ra đi, yên đi. Thì bây giờ thì vào lúc khuya đó, thì chúng tôi nói thôi thì để các sư sẽ làm lễ cho, sẽ chia bước, sẽ cầu nguyện. Thì và mong rằng tất cả những người trong gia đình mạnh mẽ lên, chứ đừng có sự buồn chán quá đáng, hay hoặc là chúng ta phải có một sự tích cực nữa. Bây giờ sự thật ra đi rồi, mà kính thưa quý vị, tại sao mà họ suy nghĩ? Quý vị có biết người ta có điều kiện, người ta không thể lo chu toàn cho người thân của ta một cái áo quan, một cái bàn thờ, mà chỉ là dùng chung cái xác quấn đó, tức là bó tay với tất cả, không có thể động đó để một biến hỏi thân được sự thật hiểu trên cái tinh thần Phật pháp nó bị chết đầu tiên, cũng như là đã tái sinh rồi, thì là một chuyện. Những điều mà phải nói rằng mình cũng phải hiểu cho họ, tức là người ta đã buồn vì cái người thân mất, buồn vì mình bị bất lực. Như hồi nãy mình vẫn muốn về cái sở hành thói quen cũng nói, thì bây giờ người ta có thể làm được, không làm được, cũng như mình có tiền mà không thể xài tiền được. Nếu như ai bị phong tỏa thì chúng ta mới hiểu được cái điều này, có tiền mà không xài được, có sức lực để chống chọi mà không thể chống chọi cái điều đó, không còn cái quyền quyết định của mình được nữa. Thì cái đó nó chồng chất lên nhiều một cái sự chán chường, sự bực bội. Nếu như lúc đó chúng ta nói khéo nói lúc đó thì nó là một sự chỉ đạo, một sự hướng đường, một sự dẫn đường rất lớn. Thì sao thì bây giờ cứ yên tâm đi, để mong rằng cái linh nó hãy đi về chùa, chúng sinh nó hãy nương tựa vào chùa, vào tam bảo. Thì con nói như thế này là phải gọi là thôi được rồi, yên tâm đi, bây giờ sư lễ xong, sư cầu nguyện mà cho linh đi về chùa, để cái phong linh đó là như thế nào đó, những điều mà cho về chùa sư nương tựa yên ổn. Thì nó con nhờ sư giúp cho mẹ, sư giúp cho ba, giúp cho người thân của con như vậy. Thì chỉ bằng cách đó để cho chia sẻ cho họ một cách tích cực hơn. Và mình cũng nói sơ cho họ, bây giờ là chắc chắn rồi, đã thấy chưa, Phật đã dạy như vậy đó, thương phải ghét để mình phải chia sẻ vừa lòng, không sống thì muộn. Giờ thì mình đã bó tay rồi, không biết tôi ai sẽ đi ra đi nữa. Thì kính thưa quý vị, đó là những giờ phút mà chúng ta phải nói. Nếu mà một người hiểu biết Phật pháp, có cái sự cảm thông, nó có sự quan tâm, thì sẽ chia sẻ cho tranh thủ được những lúc đó. Tiền để làm gì? Giờ tiền có được cứu vớt được không? Sức khỏe nhiều hả? Khi mà chúng ta có thể chia sẻ cho người thân chúng ta không? Không một cái miếng cơm, miếng nước gì hết, chỉ là một lời hỏi thăm cũng phải gián tiếp. Dạ, sự khủng khiếp như vậy. Thì đó chính là một điều mà cũng như con có một cái người thiện nam, bây giờ tại chùa người con bị bệnh mà bây giờ không thể về được, không thể thể đi về tại đây được, thế nên buồn quá, bắt đầu con mới ngồi và nhờ xuống chia sẻ, nói một cái tích cực thì thôi, nhưng điều mà cũng nói một cái tích cực mà ở đó mình cũng phải có một cái sự phòng hờ, mọi thứ nó có cái duyên cái nghiệp, đừng có nhiều khi mình đừng có gì một người như vậy mà lớn 50 mấy người, 60 tuổi, khóc như một người mà bị một cái sự khổ đau vô cùng. Con thương con lắm sư, mà quý vị biết
nó chỉ là một đứa con nuôi của ông, nó có con đứa con nuôi với đứa con ruột luôn, mà cứ không con nuôi nó đang bị thì quý vị biết là xong bắt đầu nhờ cái sư thưa tụng kinh từ chiều này tụng kinh và xin ngủ lại tại địa phận để con đốt nhang thường xuyên để con cầu xin Phật gia hộ. Dạ, con cầu Phật gia hộ. Thì nghe nói như vậy thì cái thứ gì nó xúc động, nó được thôi cứ cho ngủ đi rồi thôi, cũng cũng yên tâm, hay một cái chuyện gì cũng nhờ có như là cầu nguyện phước lành đến. Một sự quan tâm như vậy, và mình cũng nói luôn, cũng đừng có tại vì cái chuyện đó mà nó quá, bởi vì cũng ai mà hay được hơn ai đâu. Cái chuyện mà ra đi là mỗi người có cái duyên cái nghiệp rồi. Phật người dạy tức là biết ông nhớ nè, Phật dạy thì cũng nói cho anh Thiện Nam đó nghe đó. Bây giờ đang ngủ trên chánh điện tại chùa đó nè, mà cứ từ sáng tới trưa cái mặt buồn hiu mà trầm cảm mà đến nỗi mà mình thấy giật mình. Kính thưa quý vị, ở đây muốn nói chia sẻ, giờ đó chúng ta phải chia sẻ, đừng có nói những cái gì mà nó khủng khiếp quá, mà cũng đừng có phải cho người ta một cách tức là hứa hẹn người ta điều gì cả, mà hãy cho người ta là một điểm nương tựa và cầu nguyện cái phước duyên nó tới, có thể lúc đó đó là có thể có như vượt qua được. Thì kính thưa quý vị, thì muốn nói như thế nào cái sự quan tâm nó, mà nó nếu mình gọi là sự quan tâm mà để cho nó đúng chính xác ấy, thì cái người hiểu biết pháp thì cách khác, mà cái người mà chỉ có niềm tin thôi thì chúng ta cũng phải dựa trên lấy cái niềm tin để đắp đổi cái niềm tin. Những cái gì mà Phật pháp liên quan đến cái niềm tin thì chúng ta cũng dựa theo. Dĩ nhiên không có đang phải cầu nguyện như thế này cầu nguyện như thế kia mà rồi sẽ có sự mầu nhiệm như thế này, chúng ta đừng có nên, cũng không nên dễ dời như vậy, không nên. Bởi vì nếu như vậy đến khi lỡ có chuyện gì xảy ra thì họ trôi mất đi cái niềm tin đó, họ hy vọng, mà họ hy vọng là Phật che chở, Tam Bảo che chở sẽ qua được cái nạn này, qua được cái nạn kia. Chúng ta nói một cách khẳng định như vậy là chúng ta thật sự không có một sự quan tâm hiểu biết một cách đúng đắn. Chúng ta vừa chỉ nói chúng ta chỉ cầu chư thiên cũng như cầu hồng ân Tam Bảo như vậy, nhưng mọi chúng sinh rồi nó có một cái phần phước, cái nghiệp duyên riêng, thôi hãy cố gắng làm hết sức mình đi. Chứ còn đó cứ cầu nguyện đi, sự mầu nhiệm sẽ xuất hiện, cứ cầu nguyện đi, cứ cầu nguyện đi. Ở đây là chúng ta đưa cái sự quan tâm đó, cái sự chia sẻ đó, thấy thương không? Những điều mà sự thật vô tình nó lại phản tác dụng, thế là sự thật đúng. Và rồi ở trong cuộc sống này, cái sự quan tâm đúng đắn ấy, là khi những gì người ta cần. Trong cái mùa dịch Covid này, hay những người đau khổ, nếu người ta đau khổ về vật chất thì không nói, nhưng đau khổ về tinh thần thì chúng ta cũng nên chia sẻ tức là nó có tích cực, tức là chúng ta cũng nên đồng cảm với chính họ mà nó có giá trị tích cực, và từ đó mà chúng ta đưa về cái lý về nghiệp quả, cái lý về vô thường, cái sự chết, cái sự ra đi của chúng sinh do cái người mình chắc chắn là phải ra đi, thì chúng ta bằng những cái lý sự như vậy thì chắc chắn rằng người ta sẽ cũng vơi đi một phần nào. Cũng như thực sự ra rất là khổ đối với các sư khi nạn dịch Covid, kính thưa quý vị, mà chính chúng tôi là người đã phải đối diện. Có những cái đám tang tuy là không không phải là chết Covid, nhưng chết khi chết bệnh, người ta mời thỉnh mình đi đến để giúp cho cái chuyện đọc kinh tụng niệm dùm để giải quyết cho chính họ. Hỏi gì chứ, bây giờ đi hay là không đi, người ta chỉ nhờ. Và dĩ nhiên bây giờ thử quý vị coi đi hay là không đi, người ta nhờ làng xóm hay Phật tử, người ta nhờ mình đến để giúp không biết bao nhiêu cái đám rồi. Người ta nhờ thầy ơi giúp cho con, sư ơi bây giờ người thân mất như thế này thế nọ, thì mình chỉ nói bây giờ ở nơi đó
có thể tới được hay không, có được phép hay không, chính quyền đã cho phép chưa. Thì nếu chính quyền chưa cho phép đó, thì không thể tới được. Mà nó dạ con đã báo rồi, họ không có cho tập trung nhiều, thì cũng phải ra đi, cũng phải chia sẻ đó quý vị. Cái đó chúng tôi nói thật. Rồi bây giờ nó giờ là mình đã đóng kín cổng cao tường như vậy đó, đi chứ, những điều mà đó phải đi. Và kính thưa quý vị, mình đi mình phải có, phải đối diện với cái hiểm nguy. Đó là một sự chia sẻ, chứ đừng có nói bây giờ trí tuệ tại sao mà mình đi như vậy là mình sẽ bệnh hoạn như thế này thế kia, thì chờ lúc đó không thể nói gì được. Những điều mà chờ lúc đó đó, nếu mà như mà bận, nếu như lúc nào bận thì mình hỏi chư tăng có thể đi được hay không, còn không nữa thì thưa tôi đó, con tự con phải mang gánh điều đó, con không thể nào mà đẩy người ta ra ra để chịu trận, mà chính con phải chịu trận bao nhiêu cái đắng. Bởi bây giờ sự thật có một số chùa đã đóng cửa hết, coi như chưa hề quen nhau. Còn cái cổng chùa con và cái cốc con nó xa, cho nên con cổ đốc khi mà đóng cửa đó thì con phải dán cái ở ngoài có những số điện thoại họ có thể liên hệ được. Dạ thì một cái tinh thần nữa thôi. Bây giờ chúng ta nói, chúng ta bất hết, chúng ta không nói một đỉnh cao của giải thoát của lý tưởng, mà tức là chúng ta phải lo lắng như thế này thế nọ. Nhưng điều đây là một cái chuyện niềm đau nỗi khổ ngay lúc này. Đây, đó. Rồi nhiều nhiều người bây giờ như thế nào, cho đến nỗi mà con tụng kinh qua Zalo hay là qua Messenger, rồi con giải thích cho họ cái cận tử hay là người thân của họ đem về để hủ cốt đó, nhất quyết là phải như thế này thế nọ. Thì bây giờ đi không được thì sao, nó thôi được rồi, yên tâm đi, thôi con lễ là con xin lễ có như con đọc kinh là con chia phước cho họ, rồi xem như mình dặn dò nó thôi, chứ ở nhà đi, rồi mấy mốt rồi về chùa sau. Thì tự nhiên cái sự chia sẻ đó họ có cái tâm, họ cảm thấy nó yên lòng. Và bây giờ cuộc đời này phải làm như vậy thôi, chứ mình đi không được thì thôi, coi như họ thấy rằng thôi có sư phụ tụng kinh, có thầy tụng kinh là được rồi, thì họ cảm thấy an lòng. Thì đó cũng là một sự chia sẻ, một sự quan tâm. Nhưng chúng ta đừng có hứa hẹn một cái chuyện gì sẽ hết, sẽ nơi này nơi kia, thì những người như vậy là những người không có thật tâm, không có hiểu biết. Cho nên phải nói rằng là rất là đau khổ. Con đã hai lần buổi khuya con nghe cái cú điện thoại, chứ còn bình thường thì quá nhiều rồi. Ông ngày thì nay thì người này mất, mốt người kia mất, tan thì cũng điện thoại tới rồi biết mất rồi, khi đang pháp rồi mất rồi. Rồi thì kính thưa quý vị, thì đó chính là một điều mà phải nói rằng phải chịu thôi. Cũng như có một cái bà Diệu Đức đó, tức là cái bà này, bà là từ thời đệ tử của Hiền Giới Nghiêm tới bây giờ mà vẫn còn sống, mà bà gần 100 tuổi, mà phải nói rằng hồi lượng những năm tháng đầu tiên khi mà vào trách nhiệm trụ trì là bà lo, bà thương, mà lo gạo lo thóc tất cả. Lúc đó khổ, chứ không phải là chưa không phải như được như bây giờ. Những điều mà bà luôn luôn yểm trợ gạo cho chùa, cho chư tăng, rồi về sau của một số chùa nữa, thì khi bất cứ nơi đâu là bà cứ hộ độ như vậy. Thì bây giờ ở Sài Gòn cũng đâu có đi được, thì người thân quen chỉ biết liên hệ nơi con, thì con cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm hết tất cả những chuyện gì mà có thể. Đó chính là một sự quan tâm rất là tốt đẹp, mà chia sẻ những cái đau khổ của chính họ. Và ở trong đó mình cũng nói chia sẻ cho tới họ luôn, hãy nhớ cái đời nó vô thường. Ngay cả bây giờ chúng tôi gặp quý vị hôm nay, chứ không biết còn lần sau có thể chúng ta nói được điện thoại nghe dễ không. Thì nói thôi sao sư nói như vậy, không có đó là thật. Thì cái đó cũng chính là một sự chia sẻ mà hiểu biết vô cùng, để họ thấy được cuộc sống nó vô thường. Cái chết này chỉ có tức tắc thôi. Quý vị biết họ không tin được người thân của họ lại ra đi. Bởi vì sao? Mới đây mà khỏe mà nghe nó ở bệnh dịch một cái rồi, xong rồi cứ ở nhà uống thuốc, cảm thuốc này thuốc nọ, đến khi mà đi đi mà xét nghiệm ra nó dương tính rồi đó, thì đưa vô, thì lúc đó đó thì nó trễ, bắt đầu đưa vô, bắt đầu qua qua cái
cái máy thở, mà máy thở thời gian rồi cái nó chết luôn, và chết rồi bây giờ nó là sắp hàng lớp tức là không có thiêu được nổi, cách liên tục nó cát cái lò thiêu, nó khủng khiếp. Rồi họ đau đớn, nó nói là nhiều lắm. Mình ở đây khách quan mà chúng ta cũng cảm thấy vần xăng quê gái luôn, mình đúng cảm, đồng cảm, cảm động, coi như là động tâm với những cái sự ra đi của chính họ, mà xót xa. Bởi vì thử cái quy tư gì, bởi vì mình hiểu, cái tư lý phát hiểu, những cái căn bản cuộc đời nó như vậy, hãy trôi xa tầm tay với những cuộc đời này. Khi sự thật đối diện với chính nó, phải nói là cũng khiếp đảm và sợ hãi lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nghe có đùng người thân của chúng ta đã bệnh, nghe bệnh cái là chúng ta ấn ốc bệnh. Nhưng thì với cái người mà hiểu biết Phật pháp thì nó mạnh đỡ hơn. Những người mà không hiểu biết Phật pháp thì bây giờ họ cứ như họ không có lối thoát, họ không có cách giải quyết thì rất thật ưa. Và ở đó chư Phật tử cũng nhớ, khi gặp những cái điều đó đấy, chúng ta cũng nhớ hãy chia sẻ với họ, mà chúng ta khuyên nhủ bằng cách khéo, chứ không phải nói thôi đừng có suy nghĩ đời nó vô thường, ai có cái mạng cái số phải chết rồi còn sống. Có thể cái lúc đó chúng ta không có nói cái nghiệp quả là mang tính tuyệt đối như vậy được, mà đó chúng ta cứ nhẹ nhàng chăm gửi thì nó thấm hơn. Chứ có nhiều người tôi sợ gì, có cái duyên là còn sống, hết duyên là chết. Nghe nói như vậy người ta, cái tâm người ta đang đau khổ, mọi người nói gì không được. Rồi ví dụ như có một người đây, một sự quan tâm như thế này được không, chúng ta thấy khủng khiếp không? Thôi vô đó là chết rồi, vô đó không có người thân lo, là làm sao mà bác sĩ y tá người ta lo nổi, thì tôi bỏ đại thế nào cũng chết, nói gì cũng được nữa. Bây giờ đừng có nói đến cái chuyện đó, còn chuyện đó nó như thế nào đó. Chứ bây giờ nếu chúng ta nói như vậy mà người thân người ta vô không vô lo kìa, còn lại vô lo mà đâu có vô được, thì bỏ qua cái chuyện đó. Chết rồi, ở trong đó nghe thế nào cũng có người nào lo hết, nằm ở đó cả đống như vậy. Bây giờ là bác sĩ cũng như là một người mà lo cho cả trăm người như vậy, lo cho vài chục người. Bây giờ ở đây không nói đến cái chuyện mà chính thị, chính em mới nói chuyện mà tâm tình gì đó mà chúng ta đừng có gửi tới nữa. Bây giờ không có những sự việc không thể thay đổi, thì chúng ta nên thay đổi cái cách xử lý của nó đẹp hơn. Có nhiều người rất là quan tâm cũng chết rồi, vậy là vô trong đó không có cái này, không có cái kia. Vô tình cái sự quan tâm của mình là một sự hù dọa, là một sự gây thêm cái đau của chính người đó nữa. Thì con cũng không có chấp nhận cái chuyện mà nói như vậy. Là như hồi xưa này cũng là thực tế. Khi mà anh Thiện Nam này nói, anh tâm sự, thì nó nói như vậy xong, anh đang buồn quá, khổ quá, nói vậy xong cũng nói chuyện. Xong con cái bệnh hả, chết rồi. Cái bệnh này mà ông chẳng muốn có ai lo là chết. Rồi chết. Thì con trừng mắt lại, con trừng mắt lên, cái ông hiểu rồi. Thế ông dừng lại. Cái chuyện đó là con sư hiểu rồi. Nhưng điều người ta sẽ đừng có nói như vậy, người ta cũng như hiểu. Nhưng điều mà đừng có để cho người ta mình đè lên đầu người ta một cái khổ nữa. Nó rất là dễ, nó rất là đơn giản. Nhưng điều nó cũng rất là ở trí tuệ chỗ này. Thì chúng ta có thể chia sẻ được. Thì nó có nhiều cách lắm. Chứ ở đây con chia sẻ cái thực tế mà chính con gặp, để chính cái cảm, cái hiểu và cái quý, cái thương của chính con nó làm như vậy. Thì mà con này bớt la rầy đi, bớt chấp thủ đi, sống được bao lâu. Khi một cái câu khích nó đi qua một cái rồi, nó dưới một cái rồi là thấy cái sự chết nó rất là phiêu bọc. Rồi một người bị Covid nữa mang cái cốt về chùa của vợ xong. Xưa, từ xưa tới giờ người đó chỉ biết tới chùa thắp nhang chứ không có vợ ngồi nghe đọc kinh đọc kệ gì. Mà cũng gia đình cũng căn bản. Bây giờ con nói thiệt chứ sư. Con nói thật. Con với vợ con bệnh. Mà con thấy vợ con chết. Sư biết đau khổ vô cùng. Bây giờ không có được cái gì. Phút chốc một cái mà con mà còn đi về được mà gặp sư, là nó rất là may mắn. Ở trước đó con đối, con thấy biết bao nhiêu người chết trước mặt con như thế này thế mà nói ra mà nghe thấy buồn khổ.
thì mình cũng cũng hiểu biết đó, thì đó thì cũng nhờ như vậy mà người ta biết quay về chút xíu. Nếu mà hiểu biết được Phật pháp, chia sẻ được Phật pháp thì rất là quý trọng. Dạ, kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc giải thích thành lúc này, chia sẻ thêm nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình thượng tọa tự nguyện. Bạch thượng tọa pháp đăng thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp đăng đang có ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa pháp đăng. Dạ. Dạ. Thượng tọa pháp đăng, nếu bản thân của chúng ta trải qua cái tình trạng bị trầm cảm, hay là những người xung quanh chúng ta bị trầm cảm mà chúng ta biết đích xác như vậy đó, thì trên phương diện tu tập đó, chúng ta nên thực hành điều gì, áp dụng điều gì trong cuộc sống đó, để hóa giải cái trầm cảm đó? Xin kính thỉnh thượng tọa pháp đăng. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Theo con nghĩ rằng trầm cảm, mình nói cái trầm cảm thì con nghĩ rằng với cái tâm lý người trầm cảm là giống như họ sống mà họ không có cái hướng tương lai, họ sống mà bị ngõ cụt, rồi họ sống họ cái ngõ cụt, và họ đối với cái tư tưởng họ là họ thấy rằng không có được tự do, ví dụ như vậy. Thì mình gọi là bị, họ bị khủng hoảng cái tâm lý, họ nói giống như là bốn sở hữu sân phần mà nó làm cho cái tâm mà tâm lý bị trầm trọng, hời hợt vậy. Là một trạng thái tâm lý họ bực bội, nghĩa là khó chịu mà nó kéo dài. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà những người mà họ họ mà bị như vậy đó, thì nếu mình gần họ thì mình làm sao cho họ sống. Bởi vì thường thường mình biết rằng nếu mình học trong vi diệu pháp, mình biết rằng cái tâm của họ đó, mà nếu ở cái trạng thái tâm đó hoài đó, thì nó sẽ nguy khốn. Có nghĩa là chúng ta thường biết rằng khi một người mà họ sống mà họ không có hy vọng, là cái mình nói giống như là cái ước vọng của họ không có vậy, cái hướng tương lai nó không có, họ đi vào cái ngõ cụt, và họ sống họ bị giống như bị bó buộc, bị gò bó, thì họ sẽ có cái trạng thái tâm lý khó chịu. Thì theo con nghĩ rằng nếu mình giúp cho những người đó, hay là mình tự tu tập đó, thì con nghĩ rằng nếu mình tu tập thiền, hoặc là mình học kinh giải kinh đó, thì con nghĩ rằng cũng với tâm của mình suy nghĩ Phật pháp đó, thì nó cũng trôi qua. Và bình thường Phật pháp mình học, mình suy tư đó, đều là những cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện đó thì nó ở trên phương diện đó, thì nó có cái sở hữu tư để tạo nghiệp thiện. Mà nếu mà nghiệp thiện thì chắc chắn là tâm mình nó có bệnh hoạn rồi. Mà chỉ khi nào cái tâm mình bất thiện thì cái tâm mình nó gọi là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, và lỗi lầm cho ra quả khổ. Thì có nghĩa là những người trầm cảm đó, với cái trạng thái của họ đó, là họ sống họ thấy cục cái hướng trước mặt của họ, cục cái hướng đó. Thì thường thường á, ở những cái bản tin có nghe đó, nghe thì những cái người đó họ sống ở một cái chỗ nào đó mà họ bị gọi là bị khủng hoảng, có nghĩa là họ bị nhiều cái áp lực đối với họ đó, thì họ không có hướng. Thì mình nói giống như là họ bị cái trạng thái của tâm bất thiện nhiều, nên khiến cho họ đó là nếu họ sống trong cái trạng thái đó hoài đó, thì họ sẽ có những cái sự bức xúc, nghĩa là họ phải giống như cầm dao, cầm đồ đâm, giết người này, đốt nhà, đốt cửa, hoặc là họ lấy cây, lấy đồ, họ đánh người này, đánh người kia đó, họ bị những trường hợp như vậy. Thì nếu mà mình chỉ cho họ đó, nếu mà họ có học học kinh, học pháp, hay là họ ngồi thiền, họ niệm Phật gì đó, thì có nghĩ rằng nó cũng là cái phương pháp để cho họ ra khỏi cái trạng thái tâm lý đó. Tại vì họ mà nếu mà họ có một cái thiện pháp đó, có một cái tâm lý, hoặc là có một cái lý tưởng họ hiểu,
họ hiểu được, họ thoát ly được cái tâm ý của họ, thì thế là họ sẽ thoát khỏi cái trầm cảm đó. Cái trầm cảm là một cái trạng thái, có nghĩa là một cái tâm lý nó bị đóng, nó bị dồn cục hay là bị chèn ép, bị dùng cái từ như vậy, nghĩa là cái tâm lý nó không có thoát ra được những cái bất thiện tâm, nên khiến cho họ bị căng thẳng như vậy. Thì bây giờ nếu mà họ mà có tu thiền thì thật sự đó thì ở chùa cũng có mấy sư nhỏ, nhưng mà thật sự đó thì cái mùa Covid này đó thì con cũng không cho mấy sư nhỏ đi học, mà chỉ ở nhà ngày nào cũng dạy giáo lý. Rồi thấy mấy sư cứ ôm cái cuốn tập mà học từ sáng tới chiều, rồi chiều cho mấy sư đi ra bắn cu ly, đi đá banh gì đó, thì con thấy mấy sư có làm cho mấy toát mồ hôi ra được, thì con người tự nhiên nó cũng sẽ thoải mái. Bởi thường thường con người mình á, mà nếu mà con nghĩ rằng một lúc nào đó, ví dụ như mình nói mình khổ quá đó, mình làm lụng mồ hôi ra tối ngày rồi mệt quá vô ngủ, mình cũng sống như đó công việc thôi, nhưng mà mình đâu có thấy bị trầm cảm đâu. Có nghĩa là mình ra mình làm nhổ cỏ rồi trồng trọt rồi cái mình làm đổ mồ hôi phơi nắng, rồi mình vô mình tắm rửa, thấy con người mình nó tự nhiên cái đối với tứ đại, mình nói rằng tứ đại nó cũng hài hòa. Bởi vì thường thường một cái người trầm cảm là con nghĩ là họ ngồi hay là họ nằm quá nhiều, họ ngồi hay họ nằm quá nhiều, mà họ không phải là người tu thiền, không có biết theo dõi hơi thở, hay là không có biết suy nghĩ pháp, thì họ thật sự là họ sống như vậy đó, thì họ chán nản. Họ túng quẫn, rồi họ có thể sanh ra những cái suy nghĩ mà mình gọi là họ hành hung những người thân, hoặc là đốt nhà đốt cửa đập phá này kia nọ. Lúc một cái tâm nó bị dồn ép thì nó sẽ có một cái giống như mình nói một cái nguyên liệu gì mà nó bị tích tích tụ thì nó sẽ nổ ra vậy đó. Mà bất luận một cái vật gì thì cái tâm mình khi mà tích lũy những cái tâm mà do cái phẫn nộ nhiều đó, thì mình sẽ có cái hiện tượng là đập phá đốt này kia nọ. Còn nếu mà mình con người thì cái đó cái tư tưởng, con thấy cái tư tưởng ở chùa thì có cô em mất chồng rồi cổ lên cổ làm công quả, con thấy cổ coi thử cổ trầm cảm không, thì thấy cổ cũng có gì. Tuy rằng mấy tháng nhốt mà mấy sư nhỏ thì lâu lâu cũng qua ngồi để chỉ cổ, bình thường cổ nấu cơm cho hai chùa rồi cổ cũng chạy tới chạy lui. Lúc trước thì cổ cực khổ, bây giờ thấy cổ cũng cực khổ, nhưng mà thấy cổ sống cổ thấy cũng hài hòa, cũng vui vẻ. Mình coi cổ thì chắc lẽ là cổ cũng không có bị trầm cảm gì. Mình nghĩ rằng cái người mà họ không có cái hướng đi, mà khi mà người có cái tâm lý có hướng đi á, thì mình thấy họ ví dụ như nấu cơm với mấy sư nghĩ rằng có phước, rồi mấy sư tụng kinh nghe quan hỷ, rồi cổ cứ làm việc thiện vậy, mà con thấy cổ thì con cũng rất là thương cổ. Bởi vì thấy rằng á, bởi vì một cái người mà nhiều khi đó họ bị khủng hoảng tinh thần, mình gọi khủng hoảng tinh thần á, cái họ sống với cái trạng thái mà không biết đường đâu mà để họ đi ra đó, thì cái đó rất nguy hiểm. Lâu ngày nhiều tháng cũng như nó tích lũy lại, người đó sẽ có những mình gọi là cái hành động mà khờ dại, nhưng mà thật sự ra do cái phẫn nộ nó chất chứa, do cái sự bực bội khó chịu nó chất chứa quá lâu rồi, nó sẽ xảy ra cái vấn đề đó. Còn nếu mà họ có suy nghĩ cái chuyện mà theo con nghĩ, ví dụ như một người Phật tử mà vô đây rồi nghe kinh rồi học kinh rồi cảm thấy được lý nhân quả, biết được cái sổ mà trụ tâm, thì con nghĩ cũng không bao giờ mà những cái người đó bị trầm cảm. Chỉ có một người mà họ do họ bị những cái hiện tượng đó là họ thức nhiều quá, rồi họ suy nghĩ không có lối thoát, họ suy nghĩ không có lối thoát, rồi người của họ ban ngày không có hoạt động ra mồ hôi. Bởi vậy cái con người của mình mà mình thấy như vậy, chứ thật sự ra con người của mình mà không có chảy mồ hôi đó, con thấy nó cũng nguy hiểm. Và không có hoạt động, không có phơi nắng rồi cái nọ đó, không có tắm rửa, nó cũng là điều nguy hiểm. Bởi vì cái sắc pháp của mình nó cũng bị ảnh hưởng, rồi cái danh pháp, cái tâm của mình nó cũng bị ảnh hưởng, nó liên quan lẫn nhau, nên khiến cho những cái hiện tượng có nhiều người đó là họ buồn bực, họ chán nản, họ không có tắm rửa, rồi rau rau không cạo, tóc
không có cần trải này cái nọ, họ sống như vậy thì tự nhiên mình thấy những người đó là mình thấy rất là nguy hiểm. Những người họ sống mà họ sống mà mình thấy cái cơ thể của họ nó không có hoạt động bình thường thì cái người đó rất là nguy hiểm, ta không nghĩ như vậy. Thì đối với một cái người Phật tử thật sự thì có lẽ là ở chỗ cú túc này đó thì không, dịch cũng không có nhiều, tuy rằng mọi người họ cũng cũng sợ ảnh hưởng cái ghế của họ nên họ cũng ngăn xong cấm chợ rồi thì bắt ai cũng ở trong đó nhà. Nhưng mà có một điều mà con thấy giữa cái người tu với người đời có nhiều cái nghiệp khổ là cái người tu thì ở trong cái tự viện rộng rãi đi tới đi lui rồi mấy sư nhỏ đó banh rồi bắn cu ly rồi được. Nhưng mà nếu mà những người mà họ ở những cái thành phố mà nhà quá hẹp đó mà nhốt họ trong nhà, tôi nghĩ rằng cái đó là rất là trầm cảm. Nếu họ không biết tu tập họ trầm cảm kinh khủng đó. Tại vì họ nhốt ở trong cái khoảng không gian quá nhỏ đó, họ không có đi thoải mái được. Họ đi ở trong nhà họ mà chật chội đó là điều mà họ rất là dễ bị hạn chế thân. Thì tâm của họ mà họ không có biết hướng tâm nữa thì họ sống với cái tâm bất an rồi với cái thân không có linh hoạt, đó là con nghĩ là rất là nguy hiểm. Những người này đó thì rất là nguy hiểm. Thì theo con nghĩ rằng như vậy, theo con nghĩ là như vậy, bởi vì cái người mà ví dụ như chỉ cần mình biết giỏi hơi thở thôi, mình theo dõi hơi thở, mình biết thân căn cảm xúc, thân thức, cảm thọ vậy thôi, mình chỉ cần theo dõi vậy thôi thì con nghĩ rằng những người đó cũng không có thể nào nói là bị trầm cảm được. Thì theo cái nhận thức của con thì như vậy, thì con không biết mỗi vị khi mà tiếp cận thì cũng có cái sự nhận thức, mỗi vị có cái cách nhận thức. Thì theo con thì con nhận thức như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại những cái gì cần nói thì thỉnh thượng tọa nói thêm nha. Sao thú cái trình thì tọa pháp tăng. Bạch thì tọa tuệ siêu, trước khi mà thỉnh thượng tọa pháp tăng đó, không biết thì tọa tuệ siêu có thể chạy để chia sẻ một vài điều không? Nếu thì tuệ siêu đang ở cái máy và nghe được, xin thỉnh thượng tọa xin thượng cho biết. Thượng tọa pháp tăng ơi, dạ thấy một tuệ siêu trong tay rồi. Bạch tuệ siêu, ba cái hiện tượng của người trầm cảm đó, điều thứ nhất đó là họ bi quan, và điều thứ hai đó là họ sống rất là cô độc, họ cảm thấy rất là cô độc, họ sống cô độc, và điều thứ ba là họ dồn nén rất là nhiều. Nhưng mà ba cái phương diện này đó, nó lại tình cờ, nó lại rất là gần với một số cái cách tu của người tu Phật, nhất là những vị xuất gia đó, tức là mình sống độc cư, rồi mình quán về vô thường, quán về khổ, rồi thứ ba là mình lại tự chế. Thì theo sinh tọa đó, ở trong cái sự khác biệt giữa đường tơ kẻ tóc, giữa ba cái hiện tượng người trầm cảm và ba cái cách sống của người tu tập như vậy đó, thì chúng ta làm sao để không được, chúng ta làm sao đừng có để từ cái độc cư mà rơi vào trong cái tình trạng cô đơn, từ cái chuyện mà áp chế phiền não, từ giấy phiền não mà không rơi vào trong cái mà chúng ta gọi là dồn nén, rồi từ cái chỗ mà chúng ta quán về vô thường khổ mà không cho chúng ta cuộc sống đi qua. Thì xin thỉnh tọa quan hỷ trở lại để chia sẻ về những này trong sự tu tập. Cái thỉnh thì thôi. Nam mô Phật thầy. Kính bạch chư đức, kính thưa quý Phật tử, một người sống trầm cảm là một người có cái thái độ bi quan. Cái điều này nó khác với người tu không có bi quan,
thứ hai là cô độc. Cái này thì nó gần giống nhưng mà không phải là giống lắm, bởi vì người tu cũng sống cô độc, nhưng mà cái cách sống cô độc của người xuất gia đó là tự chọn, tự chọn cái đời sống cô độc. Còn cái người bi quan là họ bị sống cô độc, nó khác nhau. Một đằng thì do tự nguyện cô độc, còn một đằng thì bị buộc phải cô độc, cho nên cái cô độc của họ mới đưa đến cái chỗ bi quan. Và cái điều thứ ba đó, cái người họ sống trầm cảm là họ bị dồn nén, tức là có những cái sự buồn phiền, cái sự tuyệt vọng mà họ không nói được với ai, không thổ lộ cho ai, không có ai chia sẻ với họ, nên họ bị dồn nén lâu ngày. Thì cái trạng thái đó nó thuộc về bất thiện pháp, nó thuộc về cái tâm sở sân phần. Trong đó thì cái người xuất gia không có chuyện gì mà phải dồn nén. Vì sao vậy? Bởi vì đối với vị xuất gia, trong hai cái pháp đầu tiên mà vị đó tu tập đã giải tỏa được cái gọi là cái sự dồn nén. Thứ nhất, sati sampajanya, tức là có sự ghi nhận, nghĩa là chánh niệm, niệm giác chi luôn luôn lúc nào trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, từ cái danh quẩn cho đến sắc quẩn, nó sanh khởi và nó biến mất như thế nào thì vị đó cũng đều ghi nhận biết rõ. Song song đó gọi là thầm quy chơi giá sầm bút thần giá, tức đặt pháp chất chi là có cái trí tuệ để phân tích vấn đề cho nó tỏ, cho nó sáng được, nghĩa là biết được cái đặc tính của nó, biết được cái nhân sanh ra danh sắc, đặc tính của danh sắc và nhân sanh ra danh sắc. Cho nên chỉ cần hai pháp, đừng nói chi là bảy giác chi, chỉ cần hai pháp giác chi đầu thôi, tức là niệm giác chi và trạch pháp giác chi, thì khiến cho cái vị xuất gia, vị tu tập đó, là vị đó không phải là do, không phải là đời sống bị dồn nén đâu. Cho nên nếu mà tích ra đó, thì ba cái đặc điểm của cái người bị, cái người sống trầm cảm và đem so với cái đời sống xuất gia thì nó khác nhau, khác nhau chứ không phải là trong đường tơ kẻ tóc đâu, không phải là gần nhau đến mức độ đó, mà nó là khác nhau rất xa.
Bởi vì cái vị xuất gia đó, cái vị đó nhìn cuộc đời đau khổ, nhưng mà nhìn bằng cái nhìn thực tiễn, có cái sự gạn lọc cái gì là vị ngọt của cuộc đời, vị đó cũng biết. Cái gì là vị đắng của cuộc đời, rồi vị đó cũng biết. Cái gì là sự xuất ly của cuộc đời, xuất ly tác dụng, vị đó cũng biết. Mà hãy biết như vậy thì đâu có gọi là bi quan được. Một người bi quan là người không tìm thấy được cái vị ngọt và không có lắc, chỉ thấy toàn là màu đen thôi, thì như vậy mới gọi là bi quan. Còn như vị xuất gia đó, mà có trí tuệ, có học pháp thì nhìn cuộc đời biết sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ, vân vân, biết cái khổ. Hay là biết được các dục nó có sự hấp dẫn khả ái khả ý, nó làm cho hỷ tham nó sinh khởi, thì cái đó vị đó biết, bị gọi là biết được vị ngọt của các dục. Biết được sự nguy hiểm của các dục là vì đó thấy rõ các dục mặc dù có cái vị ngọt, có cái hạnh phúc, nhưng mà vui ít khổ nhiều, ở đây nguy hiểm càng nhiều hơn do nguyên nhân các dục. Vì danh vì lợi đó mà trong cái xã hội loài người tranh đoạt với nhau. Từ cái tranh đoạt với nhau trước hết là bằng cái binh khí miệng lưỡi, chửi mắng nhau, rồi dùng đến gậy gộc đánh đá nhau, rồi dùng đến vũ khí giết hại lẫn nhau để mà đoạt. Và vì vị ngọt của các dục cho nên chúng sanh mới bất chấp thủ đoạn và tạo những cái ác nghiệp, nghĩa làm sao đạt được cái mục đích thôi, miễn sao có ăn có mặc có danh có lợi. Thì như vậy khi mà suy xét đến chỗ đó, thấy cái sự nguy hiểm của các dục, và bây giờ là một người xuất gia thì nghĩ phải biết rõ là cần phải tránh xa các dục, không có tham luyến các dục, ngay cả cái cảm thọ, cái thọ lạc, lạc trú của thiền, vị ngọt nhưng nó cũng có sự nguy hiểm khi nó bị biến hoại, thì vị đó còn nhàm chán ly tham đối với các cảm thọ thiền định, đừng nói chi là đối với các dục. Cho nên cái nhìn của cái vị xuất gia đó là cái nhìn thực tiễn chứ không phải là cái nhìn bi quan. Cho nên bởi vậy chúng tôi mới nói là chúng tôi là khác nhau xa, sắc xa lơ. Người tu không phải là người bi quan. Rồi người ta nhìn vào người ta thấy người tu là người cô độc, nhưng mà thật sự ra nếu đúng nghĩa đó thì cái độc hành đó là do tự mình chọn, bởi vì mình thấy phiền toái khi mà có bạn bè, có hội chúng. Và nhất là ở ngoài xã hội đó, khi mà có bạn bè đông đảo hay là có vợ chồng con cái, bà con quyến thuộc, rồi họ gây phiền phức với nhau, không còn cái thời gian để mà tu tập nữa. Nghĩ như vậy cho nên vị đó từ bỏ tất cả để đi xuất gia. Và khi đi xuất gia thì vị đó an lạc.
Thì cái này không thể là cô độc. Nói đến đây thì chúng ta hãy nhắc đến cái câu chuyện của tôn giả Phát Đi Giá. Kể từ khi xuất gia và hành pháp để chứng quả A-la-hán, vì đó cảm thấy cái đời sống xuất gia viễn ly độc hành rất là hạnh phúc. Vị đó thường hay thốt rằng khi ngồi ở đâu, khi trú ngụ chỗ nào, ở trong rừng sâu, các bạn đồng phẩm hạnh, các vị tỳ kheo khác cũng thường hay nghe vị đó nói: "Ô hô xuất khăn, ô hô xuất khăn, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc." Thì các vị tỳ kheo nghĩ rằng chắc là có lẽ là vị này còn đang tưởng nhớ, đang hồi tưởng và tiếc nuối về cái đời sống vương giả mà vị đó xuất thân. Bởi vì ngài Phát Đi Giá là xuất thân là một vị vua, bỏ ngay vàng mà đi tu. Cho nên các vị tỳ kheo khác nghĩ vậy mới đem đến bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài cho gọi Phát Đi Giá đến và ngài hỏi rằng: "Có thật chăng này Phát Đi Giá?" Các vị tỳ kheo khác nói rằng: "Ngươi hễ khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, bất cứ ở chỗ nào cũng thường hay nói cái câu a hô su khăn, a hô su khăn đó, có nghĩa gì?" Đức Thế Tôn biết mà ngài vẫn hỏi để ngài xác định và ngài giải thích cho chút tỳ kheo nghe. Thì lúc đó thưa quý vị, ngài Phát Đi Giá nói: "Bạch Thế Tôn, vì con cảm nhận được cái hạnh phúc của đời sống một vị tăng sĩ, một vị sa môn độc cư nhàn tịnh. Con nhớ rằng trước đây con chưa từng có cái hạnh phúc này. Vì khi là vua đi đâu cũng không được tự do, không được thoải mái, đi phải có người hộ tống, sợ kẻ nghịch nó ám sát, đều phải người bảo vệ, đặt bảo vệ bên trong bên ngoài, bên trong thành bên ngoại thành, và ở trong nước chỗ nào con đi đến cũng được sự bảo vệ. Thậm chí khi mà ăn uống cũng không được thoải mái, thức ăn đem dọn lên thì phải có người họ thưởng thức, họ gấp ăn trước thử xem con có độc hay không rồi mới cho ăn, vân vân. Thì như vậy con thấy mệt mỏi quá, mặc dù được người bảo vệ bên trong bên ngoài như vậy nhưng mà con không cảm thấy được thoải mái, được tự do, mặc dù có quyền hành trong tay. Nhưng mà kể từ khi xuất gia chỉ với tam y và quả bát, con sống được tự do tự tại như là một con thú rừng, muốn đi đâu thì đi, muốn ngồi đâu thì ngồi, với chánh niệm tỉnh giác phiền não không có sanh khởi. Cho nên con nói như vậy, Đức Phật ngày 8 tháng, ngày 8 tháng, ngày 8 tháng sa thú lành thai này Phát Đi Giá, ngươi đã cảm nhận được cái giá trị của đời sống sa môn. Rồi Đức Thế Tôn ngài tuyên bố cho chúng tỳ kheo biết rằng Phát Đi Giá đã nói lên sự thật và vị ấy đã đạt đến mục đích cứu cánh giải thoát. Thì ở đây qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng cái cô độc của một người sống trầm cảm đó, là họ cô đơn lạnh lẽo và họ cảm thấy đau khổ vì bị cô độc. Nhưng mà đối với vị xuất gia đó thì cái cô độc này là do vị đó tự chọn, chọn cái đời sống cô độc, và vị này cảm thấy được cái sự an lạc khi mà sống độc hành. Do đó cho nên cô độc cũng khác nhau. Còn nói về bị dồn nén như chúng tôi đã trình bày khi nãy đó, là do người ta ở bên ngoài, người ta muốn nói
muốn bày tỏ, muốn trút cái tâm sự, cái uẩn khúc cho người khác nghe mà không có nói được, cho nên bị dồn nén. Còn như đối với vị xuất gia thì có chuyện gì đâu mà phải nói. Vị đó tối ngày chỉ là im lặng vì cảm thấy không cần thiết để nói. Nói nhiều thì nó phiền toái nhiều, vân vân. Thì vị đó không nói để dành cái thời giờ mà vị tránh, sống chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy rõ ràng là ở đây ba cái khía cạnh của ba cái đặc tính của cái người sống trầm cảm đó, ba cái đó nó khác xa với ba điểm mà đời sống của vị xuất gia. Vị xuất gia nhìn cuộc đời thực tiễn, không lạc quan, không bi quan. Vị xuất gia tự nguyện sống đời sống độc hành hơn là bè bạn với những kẻ ngu si ồn ào. Và vị xuất gia sống yên lặng để chánh niệm tỉnh giác, tìm ra chân lý giải thoát, chứ không phải là cái sự dồn nén. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Thầy Danh Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trân Thượng Tọa Tổ Sư. Bạch Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân chia sẻ cho câu thảo luận tiếp theo. Bạch Thượng Tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta nói chuyện với ai đó, thì nếu người đó tỉnh táo, nói chuyện mình có lý lẽ, nói chuyện một cách có hiểu biết đó, thì rất là dễ. Nhưng mà khi chúng ta nói với một người mà có vấn đề tâm lý, ví dụ như bị trầm cảm nhất hả, họ không nghiêng về lý tính, họ không có lắng nghe một cách bình thường, và thí dụ chư tăng chúng ta nãy giờ thảo luận, thường thường chúng ta thảo luận bằng lý lẽ, nhưng với một người mà họ bị vấn đề tâm lý mà họ không nghe được lý lẽ, thì theo Thượng Tọa Pháp Tân nghĩ đó là chúng ta nên giúp đỡ họ bằng thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Trang, Thượng Tọa Tề Huy. Thì tòa Pháp Tân khoan hỷ xem là biết ở trong rừng không còn nghe được nữa, và thiền tòa. Không biết thiền tòa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thiền tòa Pháp Tân còn biết được, xin thiền tòa khoan hỷ trở lại. Quý vị khoan hỷ một chút nha. Có lẽ là đường truyền thiền tòa Pháp Tân đang có chút vấn đề. Thưa quý vị, khi nãy Thượng Tọa Tề Siêu có đề cập đến một vấn đề mà nhân đây chúng tôi nói một cách cho vui để thay đổi không khí đó, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Pháp Tân trở lại. Khi nào Thượng Tọa Pháp Tân có thể cầm biết được, xin quý vị Phật tử quan hỷ cho biết. Là chúng ta nói về ba cái vấn đề của người bị trầm cảm đó. Là thứ nhất là họ bị cô độc, thứ hai là bi quan, và thứ ba là họ dồn nén. Thì trong trường hợp bi quan đó, là đôi khi họ nhìn cuộc sống một màu đen,
Và chúng tôi hỏi Thượng tọa Tuệ Siêu rằng cái cách nhìn của một người bi quan nó khác thế nào với một người tu mà quán về vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Thì chúng ta đã được nghe Thượng tọa Tuệ Siêu giảng rồi. Nhưng mà có một lần chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đi xe với một vị hòa thượng, và có một nữ hỏi vị hòa thượng câu hỏi cũng tương tự như chúng tôi nêu ra vậy đó. Thì hòa thượng có nói một câu mà chúng tôi nhớ cũng rất là thú vị. Hòa thượng nói rằng có nhiều khi mình thấy sự việc nó giống nhau nhưng mà nhìn kỹ lên thì nó khác lắm. Ví dụ như người ta nói là uống rượu mời nó khác với rượu phạt. Cũng là rượu nhưng mà rượu mời nó khác với rượu phạt. Chúng tôi cũng nhớ câu nói đó nghe cũng rất là thú vị. Thật ra nếu chúng ta chủ động mình quán về vô thường, quán về khổ, vô ngã như là chúng ta đang học trong lớp Phật Pháp, hay chúng ta quán tưởng trước đó, thì tương đối là khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh đó, chúng ta đỡ hơn là chúng ta đặt mình vào trong thế bị động. Khi đặt trong thế bị động thì thường thường vì mình có nhiều vấn đề lắm. Chúng tôi đang tiếp lời cho Thượng tọa Pháp Tân, không biết là quý Phật tử có thấy Thượng tọa Pháp Tân trở lại chưa? Đường truyền của Thượng tọa Pháp Tân, nếu khi nào Thượng tọa Pháp Tân trở lại thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Hy vọng rằng Thượng tọa Pháp Tân đi ra rồi có thể trở vào được. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Thấy Thượng tọa vừa trở lại trong room đó. Nếu Thưa Hồng Hóa Tân nghe được xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ cầm mic. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? Hồi nãy không rớt, đến khi cầm mic nói mấy câu là rớt. Dạ, thì theo con nghĩ rằng nếu mà để tiếp xúc với những cái người mà bị bệnh trầm cảm thì bây giờ đó thì nếu mà mình có thể nói những cái lời gì mà đối với những cái người mà họ bị trầm cảm mà mình nói ha, có lẽ như là một cái gì mà mình hơi giống như là mình hơi khó khăn với họ đó, thì hoặc là mình nói những cái gì mà trái ý họ đó, thì có lẽ là cái người trầm cảm họ cũng không có thể nghe mình được. Nếu như mà mình nói một cách coi như trái ý với họ thì rõ ràng là họ có những cái phản ứng rất là gay gắt. Thì ở đó theo bản thân con nghĩ rằng nếu một người trầm cảm thì mình cần có những cái dịu ngọt, tức là mình phải dựa trên cái lý trí để mà mình dìu dắt họ, để họ có một cái nội tâm phải nói rằng có được cái sự an tịnh nếu họ nghe. Nếu họ nghe, thí dụ như theo con nghĩ rằng gặp một cái người trầm cảm thì mình khuyên họ nên suy nghĩ những cái gì nó tích cực hơn. Mà nếu mà ứng dụng ở trong Phật Pháp thì con nghĩ rằng phải suy xét lại những cái vạn vật trên cuộc đời này thì nó không như ý mình được. Nó không như ý mình được. Cho nên là thường là những cái người trầm cảm thì họ cứ điều họ nghĩ đó là phải là vậy. Nhưng mà do rằng họ bị bế tắc, họ bị đi vào cái ngõ cụt, cho nên là họ mới sinh ra cái tâm lý trầm cảm đó. Cho nên nếu mà để mà mình có nói đối với họ, nhờ nghe không mà.
Đức Phật tử Quan Khỉ chờ đợi trong giây lát. Quý biết là khi chư vị giảng sư mà đang nói chuyện với gặp trục trặc đường truyền thì là một việc mà phải rất là kiên nhẫn, và phải rất là kiên nhẫn. Cũng phải nói là các ngài cố gắng lắm để có thể ngồi tham dự từ đầu chí cuối, và đồng thời cũng cũng phải chạy ra chạy bộ. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ thì tập Pháp Tân trở lại với một câu hỏi khác. Xin hỏi sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có trước máy và sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông Quan Hỷ. Sư Nguyên Thông là một nhà giáo và cũng là một người sống ở đời và sống trong đạo nữa. Đối với những người thân chung quanh hay là những người Phật tử mà khi họ bị trầm cảm á, thì họ đến thường sư Nguyên Thông nói điều gì với họ, và điều gì mà sư Nguyên Thông nghĩ rằng khi mình chia sẻ với họ nó dễ là một cái đề tài mà tạo ra cái sự cảm thông giữa người nói và người nghe. Cái tỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa sư phụ, mình lo cho mình thì rất hay là được, nhưng mà mình bảo người khác, chỉ bảo người khác thì rất là khó, là tại vì trong vấn đề này đó là cần phải có cái gọi là cái trí tuệ và cái sự hiểu biết, cũng như những Phật tử hay là tỳ kheo mà ở trong cái room này đó, thì vấn đề đó là a piece of cake, tức là quá dễ dàng. Tức là sao? Tức là mình tin tưởng nó giáo pháp, và theo cái giáo pháp đó thì con người chúng ta là sống hiện thiện. Cho nên Đức Phật giảng dạy là khi mà chớ tâm mình hiện thiện cho làm điều tất cả điều điều lành đó, thì mình không có sợ bất kỳ một cái gì cả. Con có nhớ một có một câu chuyện mà các con giả xoa đó, nó chạy đến mà nó tính bắt cái đứa con nít đó để mình ăn thịt. Thì đứa con nít thì chỉ nhớ là mô Phật thôi, nó là khi mình nói nó mô Phật thì con giả tha, con giả xa rồi còn té ngửa đi. Rồi cái trời lát nữa cho thấy con những đứa nít đi tới đi xa rồi nó chạy tới giờ tới, rồi cái cậu đó nó chỉ nó chỉ mô Phật thôi. Nào cái chữ mô Phật nó có cái quy luật nó dễ sợ như vậy. Cho nên một người mà có tin tưởng tuyệt đối nên giáo pháp, nên tuyệt đối nên tam bảo và làm lành lánh dữ, thì kính thưa sư phụ, những chuyện đó là chúng ta chỉ thực hành thôi. Cho nên là không có cái gì mà bảo vệ che chở cho chúng ta bằng giáo pháp, bằng Đức Phật và giáo pháp mà thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật nói, ngài nói rằng trong cái bài pháp mà trước khi ngài đời đó, ngài Parinibbana đó, thì ngài nói là có một người mà có lòng tin tuyệt đối như tam bảo, thì khi mà vị Phật đó đã qua đời rồi thì vị đó mà vẫn còn có cái lòng tin tưởng nó tam bảo và lại Phật lễ Phật, thì tất cả những cái quả báo đó cũng như là người đó đã lễ lại Đức Phật khi ngài còn sanh tiền. Thì người nào đã đọc được những câu nói do lời chính Thế Tôn nói ra thì chúng ta có một cái sự tuyệt đối tin tưởng vô cùng. Cho nên hồi nãy con sẽ thấy Huynh Pháp Lữ nói là mình chỉ nghe theo lời cái giáo pháp thôi, thì con mới thấy rất là đúng. Mình sống trong giáo pháp là không có một gì an toàn cho bằng. Cho nên cái quy luật của Thế Tôn và quy luật của giáo pháp thì có thể mà bảo vệ cho chúng ta. Và những người nào mà hiểu rõ giáo pháp, phải có cái tâm mà hiểu rõ giáo pháp, đọc những lời mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy và qua những lời đệ tử của ngài mà đã hành trì đó, thì chúng ta thấy rằng cái giáo pháp và Thế Tôn là một cái điều có thể nói là vô cùng quý báu, mà chúng ta có nghĩ rằng chúng ta tất cả những chư vị có mặt trong đạo tràng này là hạnh phúc, là vì chúng ta còn sống trong cái thời gian mà cái giáo pháp của Thế Tôn còn tồn tại, tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh và Vipassana và Samatha vẫn còn tồn tại, không có xê xuyển chỗ nào, thì đó là một hạnh phúc của chúng ta. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà cảm nhận như vậy. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ nói thêm những điều mà con nói không đúng hoặc là thiếu sót. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kinh sư Nguyên Thông.
Chứ là chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, tiếp theo lời của chư Tăng, chư Tì muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài điều về điều này. Một phần là do chúng tôi học ở trong kinh điển, một phần là cái kinh nghiệm cá nhân ở trong cuộc sống. Điều thứ nhất là chúng ta là người tu Phật thì chúng ta nên sống với sự thành thật, mà nhận rằng mỗi người chúng ta đều có phiền não, mỗi người trong chúng ta có vấn đề. Cái khác biệt của một người có học Phật pháp và người không học Phật pháp đó là cái khả năng nhìn nhận cái nhược điểm, khả năng nhìn nhận phiền não của mình. Bởi vì thưa quý vị, các bác sĩ tâm lý đó, họ nói rằng một cái hiện tượng mà nó vốn rất là phổ biến giữa những người bị trầm cảm đó, là họ không nhận là họ đang có vấn đề. Cái chuyện mà mình không chấp nhận là mình có vấn đề đó thì nó là vấn đề lớn. Giống như mình có vô minh mà không biết là vô minh, mình có phiền não mà mình không có nhận ra mình phiền não, mình đang có trầm cảm mà không nhận ra trầm cảm mình có vấn đề. Và cái việc mà nhận biết hay là thừa nhận rằng mình có phiền não đó, thì nó không phải là một vấn đề tệ hại giống như là nhiều người nghĩ. Nhiều người trong chúng ta rất là sợ khi mà nhận ra như vậy. Theo cái thống kê của các cái cơ quan y tế của Hoa Kỳ đó, thì trong 4 người Mỹ đó thì có một người, tức là một trong 4 người Mỹ đó có một người bị vấn đề mà người ta gọi là mental disorder, tức là chúng ta gọi là vấn đề tâm thần. Khi mà mình nghe nói như vậy đó, 25% dân số Mỹ có vấn đề tâm thần thì mình nghe rất là sợ. Nhưng kỳ thật khi mà chúng ta nói vấn đề tâm thần ở đây đó là chúng ta nói về trường hợp là những người bị mất ngủ kinh đi, hoặc giả là cảm xúc quá độ, nhớ quá mẫn cảm, hay hoặc giả là một người có bị dị ứng về nền tâm lý gì đó cũng gọi là mental disorder. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình sống là mình phải lành mạnh hoàn toàn. Thật ra trên phương diện Phật học đó thì tất cả chúng ta đều có phiền não nếu chúng ta chưa chứng thánh quả. Và có phiền não tức là chúng ta bị vấn đề tâm lý, tinh thần bằng cách này hay cách khác. Và một cái thái độ đầu tiên là thành thật nhận ra rằng mình có những thứ đó trong lòng. Cái việc mà mình tự nhận như vậy đó, nó không phải là một cái chuyện miễn cưỡng, mà nó là một cái thực tế. Và ở trong cái sự thừa nhận đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta dễ chịu hơn, để mở lòng ra, tìm sự giúp đỡ, tìm sự lắng nghe. Có nhiều người thưa quý vị, ở gần một vị thầy, ở gần một vị thiền sư, ở gần một người bạn rất tốt, nhưng mà họ không nhận được sự giúp đỡ là đơn thuần là họ không có mở lòng ra và họ không có nhận rằng họ có. Đa số, nói hầu hết những người bị trầm cảm đó thì đều có vấn đề là họ né tránh đó, không có nhận là mình cần sự giúp đỡ. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi có nói chuyện với một vài vị bác sĩ về tâm lý đó. Họ có tiếp xúc với người Việt Nam đó, thì họ nói rằng người Việt Nam chúng ta đa số là bị những vấn đề, ngay cả một cái chuyện rất là phổ thông ở Mỹ đó là những cái vấn đề trong hôn nhân đó, giữa vợ và chồng đó, thì gọi là đi tìm đến những người cố vấn thì mình cũng không muốn đi tìm, tìm được lời khuyên cũng không đi tìm. Và cái chuyện mà né tránh, không thừa nhận đó, nó gặm nhấm năm theo năm dài tháng rộng, và nó làm cho chúng ta cạn kiệt, nó làm cho chúng ta đi đến chỗ tinh thần phân liệt, bởi vì mình không nhận ra là mình có vấn đề và mình không chịu thành thật tìm cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Rằng ở đây là một điểm đầu tiên mà ở trong thời đại dịch nếu chúng ta không khéo thì nó lại càng tệ hơn. Và điều thứ hai đó là người Trung Hoa họ nói là bệnh thì có 3 cách trị.
Một là đau đâu thì đó mình gọi là bá đạo. Hai là mình tìm về cái gốc gọi là vương đạo. Và điều thứ ba là mình phòng ngừa trước ấy, là chúng ta gọi là đế đạo. Và trong ba cách trị đó thì đế đạo là cách trị nhẹ nhàng nhất, tốt nhất. Như ông bà chúng ta thường nói câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy, ở trong đời sống hàng ngày, trước khi mà chúng ta trải qua những cái khó khăn thách đố thực sự của đời sống tinh thần thì nên thỉnh thoảng tập sống một mình, tập sống tự chế. Những điều mà này đó nó cho chúng ta một số cái kinh nghiệm quý báu và nó trang bị cho chúng ta đủ cái bản lãnh để đối diện với những khó khăn khi mà những vấn đề tinh thần nó hiện ra. Ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta nên vào một ngôi chùa, một cái thiền viện ở 10 ngày nửa tháng ở một mình thôi, không cần phải nói chuyện, không phải tiếp xúc. Và thỉnh thoảng chúng ta nên có một ngày mà chúng ta bớt nói lại và sống một cách yên lặng, không có cái nhu cầu phải nói. Đồng thời những cái thực hành của một số người mà mới thấy thì nó không có gì, nhưng về lâu về dài đó thì chúng ta để ý nó đều có lợi. Ví dụ như là tu bát quan trai giới, chúng tôi nhớ rằng khi mà về các xứ Phật giáo đó, chúng tôi không phải một lần mà hầu như là có không biết bao nhiêu lần đã chứng kiến những người Phật tử. Họ chỉ đơn giản là một tháng có 8 ngày hay 6 ngày hay là 4 ngày họ vào trong chùa. Họ chuẩn bị một ít thức ăn vào cúng trong chùa, rồi họ ở từ sáng tới chiều, ăn chung, tu tập chung, rồi công quả quét dọn trong chùa, ở từ sáng cho đến tối, có khi họ ngủ lại qua đêm ở chùa, rồi hôm sau họ đi về. Nhưng mà những ngày tu tập mà bớt nói, tu tập mà sống trong cái không khí ở dưới mái chùa, và bất kỳ đến chuyện bên ngoài như vậy, nó làm chẳng những thay đổi không khí mà nó cho người ta có một cái cảm giác gọi là tự chế. Cái lòng tự tin mà về khả năng tự chế của mình nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Những người nào mà không thể có được một cái cuộc sống tự chủ trong một ngày, nửa ngày, thì thật sự chúng ta là một người rất là đáng thương. Bởi vì chúng ta luôn luôn là sống với bản năng, sống với phiền não, sống với thói quen, và chúng ta chưa bao giờ có một lần là chúng ta cho mình một cái kinh nghiệm là mình có thể dạy dỗ được chính bản thân của mình. Vì vậy những ngày tu bát quan trai hay là sống trong khóa thiền, đó là cái kinh nghiệm sống tự chủ, tự chế rất là quý báu. Và điều này nó cho chúng ta một cái lòng tự tin khi mà mình đối diện với những cái cảm xúc mà mình gọi là cái phức cảm ở trong tâm tư của mình. Về điểm này thì thật ra tất cả chúng ta đều hết sức là cần. Và thưa quý vị, một cái điểm khác mà ở trong đời sống mình rất nên có, mà ngày hôm nay đôi khi người ta đánh giá rất là thấp, đó là thân cận với bạn lành. Kalyanamitta, thân cận với bạn lành hiểu trong Phật pháp đó, giống như là người Anh, người Mỹ, trong tiếng ngôn ngữ họ có chữ gọi là mentor. Mentor tức là một người nào đó mà chúng ta đủ niềm tin, mà chúng ta đủ cái chỉ nhận biết rằng người đó đủ có khôn ngoan, có hiểu biết, có khách quan để nói, để chia sẻ, mà chia sẻ không có bị người đó phê phán, không có bị người đó đặt chúng ta vào trong thế bị động. Thì có được một người bạn lành như vậy đó thì thật sự nó rất có lợi cho cái cuộc sống tinh thần của mình. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong Quý Sư Thích Mắc Cá đó, những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta vượt qua những triền cái như là tham độc, sân, tham dục, sân độc, hôn thủy, vân vân,
thì ở cái yếu tố thứ năm là yếu tố sau cùng, đều có cái câu là thân cận với bạn lành. Về điểm này ngày hôm nay người ta không có cần lắm, nhưng mà nếu chúng ta đọc lại những cái gương danh nhân, thí dụ như Tổng thống Thomas Jefferson, người đã viết ra bản hiến pháp của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì có một cái hồ sơ lớn về những lá thơ mà ông viết cho ông Lafayette, một người bạn thân người Pháp, và những người bạn khác, để nói về quan điểm chính trị, quan điểm về xã hội của mình. Leon Tolstoy là một văn hào, một nhà tư tưởng của Nga. Ông cũng có nhiều cái bức thơ viết cho những người bạn thân như vậy. Và những bức thơ đó có giá trị rất là quan trọng. Tại vì đó là một cái sự tương thông, một sự chia sẻ. Và những người bạn thân đó đóng một cái vai trò rất lớn ở trong cái việc mà tác động được cái sự suy nghĩ sáng suốt của mình, đồng thời cho mình những cái lời khuyên rất là quý báu. Như vậy điểm này thì không phải dễ. Dạ, không phải dễ, bởi vì thông thường đó, những người gần ở mình đó, họ mang cái tính cách phê phán nhiều hơn. Và những người họ phê phán mình đó, thì thường thường không nên là một người mà mentor. Dạ, cái sự phê phán khác mà góp ý khác. Phê phán là đưa ra một nhận định và đưa ra một lời kết luận. Dạ, làm như vậy là xấu, làm như vậy là không tốt, thế này thế kia. Và những người mà họ phê phán nhiều đó, thì thường thường họ giống như là những người tạt gáo nước lạnh vào trong đầu chúng ta. Nó không có lợi để chúng ta chia sẻ với họ. Và tốt hơn hết là đối với những người này thì chúng ta thường giữ im lặng là tốt. Nhưng một người mà gọi là bạn lành, gọi là thiện hữu, mà đúng nghĩa chữ bạn lành đó, người đó trước nhất là có khả năng lắng nghe và thấy được cả hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, đồng thời có cái ý kiến cụ thể, mang tới cái xây dựng hơn là đặt chúng ta vào trong thế bị động. Và Đức Phật Ngài dạy như vậy: nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vốn suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Nếu mai gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, tin tường thắng phục gian nguy, hãy nên khoan hỷ kết kỳ bạn lành. Nếu mà mình gặp người bạn mà không có tốt thì Đức Phật thì khuyên là giống như vua mà bỏ ngôi, vua mà bỏ nước vốn suy, hãy đi đi một mình, sống một mình. À, giống như voi rừng thẳm, voi thì nó sống với bầy đàn, nhưng mà nếu cái bầy đàn nó không có xứng đáng thì nên sống một mình. Thậm chí ở trong kinh có dùng cái chữ là nên ra đi một mình như độc hành tê giác vậy, và như độc sừng tê giác. Dù thế nào đi nữa thì khéo chọn bạn, mà trong đời có một vài người mà mình có thể trao đổi được. Dạ, trao đổi được, cái sự trao đổi đó nó lợi lạc cho chúng ta nhiều lắm, rất là nhiều. Và thưa quý vị, khi nãy qua lời trình bày của Chư Tăng, đặc biệt lời của Thượng Tọa Tiêu đó, thì chúng ta cũng thấy một cái khía cạnh khác rất là lợi lạc trong cuộc sống tu hành. Đó là chúng ta lấy cái khổ lớn đó để hóa giải những cái khổ nhỏ. Và cái khổ lớn ở đây, như cổ nhân có nói là sanh tử sự đại. Chúng ta quán về sự chết, quán về vô thường. Chúng ta có một cái tầm nhìn tương đối rộng về những cái hệ lụy trong thế gian này. Nó giúp chúng ta vượt qua những cái bình thường của cuộc sống. Người ta nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà sợ cái hạt sạn ở trong giày mình. Thì nhiều khi thưa quý vị, sanh tử sự đại nó không làm cho chúng ta phiền não, nó không làm cho chúng ta ưu bi. Nhưng mà chính là những cái lấn cấn, những cái phiền hà, những cái bực bội trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là một người mà trong thời đại dịch muốn đi ăn thì người ta nói chỗ đó đóng cửa rồi. Hay là lâu lâu muốn gặp bạn bè nhưng mà lúc này không nên gặp nhau bởi vì tụ tập đông người không có tốt. Hay hoặc giả là cái sự cằn nhằn phiền phức. Chúng ta biết rằng con người có một cái nhu cầu, đó là cái nhu cầu cằn nhằn. Tại sao họ phải cằn nhằn? Tại vì người ta cằn nhằn để người ta có được cái cảm giác là xả bớt những vấn đề.
Và nếu chúng ta không khéo, mà nếu chúng ta không có nghĩ tới đó, thì những cái cằn nhằn phiền phức đó nó lại là vấn đề lớn trong đời sống của mình. Nên chi ở trong kinh, nếu chúng ta đọc kỹ đó, thì Đức Phật Ngài có dùng một cái chữ, Ngài có dùng cái chữ gọi là thiện xảo hay là sự khéo léo. Có nhiều khi thưa quý vị, nếu chúng ta khéo thì chúng ta có thể dùng những cái khổ lớn, một cái hình ảnh to lớn về cuộc sống là vô thường, khổ, vô ngã đó, để cho chúng ta an nhiên hơn với những cái vụn vặt trong đời sống này. Và coi chừng những vụn vặt trong đời sống, nếu chúng ta không khéo hóa giải đó, nó trở thành một vấn đề lớn. Và chúng ta phải có khả năng tiếp tục lên đường, tiếp tục đi tới. Cái khả năng tiếp tục đi tới là cho dù trời nắng, trời mưa, cho dù trời nóng, trời lạnh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm những gì mà thật sự có giá trị để mình làm. Vẫn có thể tiếp tục sống một ngày mới được an lạc, vẫn có thể phục vụ, vẫn có thể lật trang kinh ra đọc với cái tâm thanh thản. Thì điều đó là những điều quan trọng. Nó không phải chỉ quan trọng trong đời sống tu hành, trong đời sống quân tu thiện nghiệp, mà nó quan trọng để vượt qua cái trầm cảm. Và đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng chỉ có ông A và B, chỉ người này người kia bị trầm cảm, mà đôi lúc chúng ta bị sự trầm cảm nó len lén đi vào trong người mình, trong cuộc sống mình, mà chúng ta không nhận biết. Khi mà chúng ta nhận biết thì nó có khi nó đã trễ rồi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình sự vật đặc biệt ngày hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Tama. Chúng tôi muốn tha thiết kêu gọi tất cả quý Phật tử có mặt ở trong lớp học hôm nay là đừng xem thường cái bệnh trầm cảm, một cái hiện tượng của thời đại dịch. Và chúng ta nên kiên nhẫn hơn với những người thân chung quanh mình, chịu khó, nhẹ nhàng hơn, bớt đối đầu hơn, giảm bớt căng thẳng hơn. Đừng đặt vấn đề đó quá nghiêm trọng. Và nếu chúng ta cần nói, cần xây dựng điều gì, thì nên nương nhẹ với nhau. Và chúng ta nên luôn luôn chuẩn bị trong cái tình thế rằng rất có thể một cái lời nói nặng nề của mình, một lời nói thẳng thắn của mình, nó có thể tạo nên những cái hệ quả mà mình không lường được. Một người con giữ cái nét mặt giàu giàu buồn bã trong vài ba tuần lễ, khi gặp cha mẹ em nói rằng sao mặt của mày giống như mặn đưa đám vậy. Một câu nói như vậy thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà cũng có thể người con một cái quyết định là mình bị từ chối, mình bị ruồng rẫy bởi gia đình, rồi tự tử. Mình không nghĩ chuyện xảy ra nhưng mà có thể xảy ra được. Thật ra trong thời đại dịch này và cũng như trong tất cả mọi hoàn cảnh đó, thì chúng ta nên tự nhắc với nhau một điều rằng nếu chúng ta thật sự thương và nghĩ về những người thân của mình, thì chúng ta nên nhận ra một cái hiểm họa như lời của bác sĩ Fauci, một cái viên chức cao cấp của Hoa Kỳ, nói rằng COVID là một cái sự đe dọa vô hình, nhưng sự đe dọa vô hình đó đã làm xáo trộn cả thế giới, đã lấy đi sinh mạng bao nhiêu người. Và cái sự đe dọa vô hình đó không thể xem thường, và chúng ta cần có một cái kế hoạch tốt, sự chuẩn bị tốt để đối phó với nó. Ngày mai này chúng ta trở lại với giáo trình tương ứng bộ kinh, và vị giảng sư ngày mai là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin được điện khuyết cho tri chúng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tu chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật